Chào anh em nha, đây là cái quá trình em làm vệ sinh. Cây này gọi là cây bạc lây tơ ha, thập niên 50. Cây này là cây đinh hiu để bàn nha. Bạc lây tơ là cây đinh hiu để bàn đời đầu thập niên 50. Khi mà đinh hiu nó chưa có được đóng chữ đinh hiu thì nó sẽ được đóng cái mộc là bạc lây tơ ha, thập niên 50 tại Mỹ. Dòng này anh em sưu tầm rất rất là nhiều nha, tìm rất là nhiều. Đây là bụi đá lâu năm ha, em gỡ cho hết. Chùi cho nó sạch thôi. Cái nước này là nước aceton nha anh em, aceton nước rửa móng tay của chị em phụ nữ. Cơ cấu nó rất là độc đáo nha. Mình chùi bình thường thôi, chỗ nào dơ thì mình chùi thôi, nó sạch sẽ. Để giao lưu cho anh em. Đây là cái cần cần đá của nó ha. Cái này là nguyên zin nha anh em, nguyên zin anh em sưu tầm ha. Cây này là mới mở ra toàn bộ để em vô tim, vô bông lại. Đây là cái phần đế của nó nha. Cái đế của nó có cái khắc này mình để vô là nó kín xăng hoàn toàn ha anh em. Đây nó có hai ốc dặn, đơn giản thôi. Đây là ốc đít nữa nè. Cây này hồi khi em rảnh em moi ra bộ bông của nó ha, bông zin theo của nó luôn, mở ra sao nhét vô vậy. Hiện này anh em khỏi cần sắp tim gì hết, đừng nghe lời mấy ông trên mạng mà sắp tim gì hết. Tại vì cơ bản những cái bông này nè, nó thấm hút ngược, tự nó hút lên trên, không có cần sắp tim cho nó dài ra để nó hút xăng gì hết, tự động thôi, tự động xăng nó sẽ ngấm lên trên ha. Cơ chế của xăng là nó bay hơi lên trên. Nhưng mà xăng Zippo là xài những cái loại bông của hãng á, thì bông nó tự ngấm lên trên ha anh em. Chứ đừng nghe nói mà sắp tim đồ rồi nó lâu không có đâu. Cây này bông zin nó rất là cứng nè, rất là nhiều bông luôn. Rồi đây là con ốc đá của nó nha, ốc đá zin của nó có ron ha, ron cao su. Và đây là cái nút để cái viên đá dự phòng nha anh em. Nè, trong đây cái viên đá trong đây nó mục luôn rồi nè, 70 năm rồi ha. Để xíu em rảnh cái vệ sinh viên đá này luôn. Giờ em gáp cái này vô cái. Có hai ốc bắt đít ha. Đây là hai con ốc để nó bắt cái khớp khớp đế vô ha anh em. Cái này bắt vô rồi dặn siết ốc cứng là nó hoàn toàn nó khít ha, không có bị gò xăng nha anh em. Cái dòng này xưa nhưng mà sản xuất rất là chất lượng ha, thích hợp cho anh em sưu tầm. Chín mít ha, dặn tí xíu nữa cho nó cứng nữa là ok. Này thì anh em không có cần dặn cứng tay quá đâu, vừa sát là được à. Dặn cứng quá nó tuôn ốc ổn lắm, ốc zin của nó ha. Đây cái ổ để đựng đá dự phòng đây. Những cái cây bật lửa xưa thì nó cũng Mỹ của Đức được thì nó có sẽ cái ổ. Cái ổ này gọi là ổ để đựng đá dự phòng, thường thường nó nằm ở dưới cái con
ống đít của con mà ốc săn, viên đá để lâu năm quá nó mục trong đây ha, thành bột luôn rồi. Vệ sinh xong em gáp lại ha. Đây. Con này rất là nhiều bông nha. Con này anh em mà xài một cái rồi cả hơn nửa tháng hoặc một tháng. Đây còn dơ tí xíu. Trời luôn dính miếng keo.